Đó, hôm nay là ngày 8 tháng 7, đánh tin là F cùng học viên. Nói vợ đi qua đây để quay tài khoản. Đó, các tài khoản live mình đang ăn. Đó, mình đang chờ nha. Đó, ok. Cùng là anh em học viên. Đó, ok. Đây, em quay cho đến lúc nào anh bảo thôi thôi. Đó, đến xong. Ví không hay ngủ là ngồi đi ai bắt thôi. Anh em có thể để ý bên này để ý là website đào tạo forex. Xin chào mọi nhà đầu tư, hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2022 tôi trực tiếp giao dịch tin NF của cả học viên của trung tâm đào tạo forex. Lệnh thì tôi đặt trước đây và mọi nhà đầu tư cùng theo dõi và nhìn nhận, chúng ta cùng trực tiếp đánh giá. Và khi mà bản thân chúng ta tham gia vào giao dịch trên thị trường thì chúng ta phải thấy được cái người thầy họ phải minh chứng giá trị thực tế và trong thị trường, không có chuyện thì nhà giao dịch được lại không chứng minh được nha. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý, và đây là full lịch sử giao dịch của bản thân tôi trên thị trường để tôi chia sẻ cho nhà đầu tư. Và đây cũng là một tài khoản và tôi đã rút ra 161 ngàn đô trên thị trường và tôi cho nhà đầu tư xem xét và đánh giá. Tài khoản này thì tổng cộng đến nay thì tôi cũng đã ăn được khoảng tầm sắp xỉ 600-700 ngàn đô nha. Rồi, anh em theo dõi chờ xíu nha, còn 1 phút nữa là tin nha. Rồi, tôi tắt tiếng đi nha để tránh vào những cái không hay. Trên này cắt khó lắm, mỗi lúc mà nó quay nó khoảng tới khoảng luôn. Tin ra phát là nó bay rồi, nó đâu có chờ mình đâu. Có thấy không? À, nhìn thấy nhỉ? Rồi. Để thiếu một tí nữa đúng không? Xuống nhưng mà phải chờ cây lên xuống nha, chứ không phải là nó xuống ngay đâu. Cây này nó còn phải đạp đây này, nó đạp đây xong bắt đầu nhảy lên, đừng có giữ nhảy luôn nha. Này, 800 này, 900 này. 9 này là nó phải lên cả. Chứ chưa đánh được đâu. Rồi anh em phải học lời chưa? Lời rồi là nhà máy em. Đó, cắt này. Đó. Thì khi mà gì nhỉ? Rồi. Anh em thấy scalping hay không? Điểm chuẩn chưa? Đúng chuẩn chưa? Đó, thì khi mà chơi thì phải biết được thế nào là scalping. Những cái bài ban đầu em chỉ là scalping đánh như thế nào quan trọng không? Mà lướt thế nào quan trọng không? Bởi vì anh em phải hiểu rõ nhá, là gì nhỉ? Khi mà chơi là gì nhỉ? Muốn không bị áp lực là phải tập thời gian rất là nhiều mình mới tin tưởng điểm vào. Thấy không? Khi mà em đánh em có bị áp lực không? Em rất là tin vào những cái lệnh của em. Ông Bảo coi đến bây giờ chắc là cũng lần thứ 2 rồi đúng không? Thứ 3. Đó, thấy tỷ lệ thành tăng cao không? Đó, anh em thấy ok chưa? Đó, thì đấy, khi mà trade là em bảo về nhà là phải tập chủ yếu là điểm vào. Anh thấy điểm vào quan trọng không? Chuẩn chưa? Chuẩn bài em dạy không? Chuẩn chưa? Đó, đấy, thì đấy, thì những gì mà em chia sẻ cây này là phải chờ tăng lên xong mới sell xuống nha. Tăng lên, em tắt livestream đi, tắt đi, xong rồi đấy.